diễn của diễn giả ngay sau đây thì diễn giả cũng hồi hộp lắm, bởi vì là vừa rồi thì đã được xem bao nhiêu tài năng của chúng ta thể hiện rồi. Tuy nhiên thì diễn giả cũng mong muốn được góp một phần cái phần trình diễn nghệ thuật mà Diệu Thảo là người đã được gọi là đồng hành cùng với rất nhiều các học sinh, sinh viên trong rất nhiều năm qua để tạo nên một bộ môn đàn tì bà tiếp tục được duy trì và phát triển. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì Diệu Thảo đã kết hợp cùng với band của mình. Đó, nếu mà gọi một cách thân thương thì gọi là Kiều Bang. Ngoài ra thì Diệu Thảo cũng xin được giới thiệu từng thành viên của band trong lúc mà mọi người đang set up sân khấu. Quý vị thấy có thể là nó hơi lỉnh kỉnh một chút đúng không ạ? Chính vì vậy, vâng, xin được cảm ơn. Vâng, những tràng pháo tay của quý vị thì là tuyệt vời, động viên cho các giảng viên, các nghệ sĩ của chúng tôi. Diệu Thảo xin được giới thiệu một chút trong lúc mà chờ đợi. Đó chính là nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường. I would like to introduce Mr. William. Vâng, đây là bạn Jin Nguyễn với ca dông và đây là Simbo. Vâng, xin được giới thiệu Jin Nguyễn. Vâng, và đây là vâng, xin mời anh đứng dậy, anh Tránh với cây đàn cello. Vâng. Và đây là thầy Bằng, Trọng Bằng với cây đàn, cây sáo flute ạ. Và chị Lavender ạ, với cây piano. Và chúng tôi có một nhóm nhạc với rất nhiều thành phần khá là phức tạp đúng không ạ? Bởi vì là ở đây thì Diệu Thảo muốn tạo nên một màu sắc mới cho tác phẩm mà cũng lại rất là cũ. Quý vị có thể biết đến bài dân ca Lý Kiên Bông, Lý Kéo Chài đúng không ạ? Vâng, như vậy được thể hiện trên những cây đàn vừa là đàn dân tộc nhưng lại là những nhạc cụ phương Tây được kết hợp cùng với nhau. Đó chính là sự kết hợp rất là tuyệt vời qua sự sáng tạo của nhạc trưởng nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường cùng với tất cả các thành viên của band để tạo nên một màu sắc rất là đặc biệt cho tác phẩm này. Diệu Thảo chỉ hy vọng là âm nhạc dân gian của chúng ta sẽ được tiếp cận gần hơn nữa với quý vị khán giả và để các quý vị thêm yêu, thêm cảm nhận về một màu sắc âm nhạc vừa cổ cũng lại có sự kết hợp rất là đương đại. Diệu Thảo hy vọng phần trình diễn này sẽ được quý vị đón nhận, các con đón nhận. Xin được trân trọng cảm ơn.
Vâng, xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn ban nhạc đã đến với BTS và đồng hành với tất cả ban tổ chức cũng như là quý vị phụ huynh học sinh ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị. Và chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả, một phần rất là hồi hộp ngay sau đây.